Thưa quý vị và các bạn, Hà Tĩnh có hệ thống sông ngòi khá dày đặc với trên 30 con sông lớn nhỏ có tổng chiều dài trên 400 km. Nhiều tuyến sông có cảnh quan thiên nhiên khá đẹp, thuận lợi cho phát triển du lịch sông nước. Hiện nay đã có một số địa phương ở Hà Tĩnh quan tâm thu hút, tạo điều kiện để các nhà đầu tư phát triển loại hình du lịch này. Tuy nhiên, để có thể phát huy hết các lợi thế về du lịch của các tuyến sông thì không chỉ cần đầu tư cơ sở vật chất mà cần phải tháo gỡ những rào cản về pháp lý, cần có quy hoạch đồng bộ để khai thác hiệu quả tiềm năng. Dọc các tuyến sông trên địa bàn Hà Tĩnh, một trong những mô hình đang được các địa phương phát triển là nhà hàng phục vụ ăn uống. Ở đây, thực khách không chỉ thưởng thức những món ăn ngon mà còn có thể kết hợp check-in, thưởng lãm cảnh quan nên thơ bên các dòng sông. Dọc tuyến sông Lam ở huyện Nghi Xuân, du thuyền Bến Giang Đình của công ty cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình đã tạo ra sản phẩm du lịch kết hợp bảo tồn, phát huy các di sản vật thể, phi vật thể trong vùng, tạo thêm các tour du lịch đa dạng hấp dẫn. Tôi đang đầu tư du thuyền Giang Đình Cổ Độ đi trên dọc sông Lam từ bến Giang Đình đến bến Đền Cổi để khai thác cái tiềm năng thế mạnh của quê mình, để khi du khách lên về Giang Đình thì được nghe không chỉ là dân ca vị dặm mà còn có ca trù cổ đàm, chèo văn và thưởng thức các đặc sản của quê mình. Khá nhiều mô hình đã được các địa phương đưa vào để khai thác tiềm năng lợi thế dọc các tuyến sông. Tuy nhiên, phần lớn các mô hình nhà hàng, du lịch trải nghiệm hay vui chơi giải trí hoạt động còn nhiều khó khăn. Thậm chí một số nơi sau những đầu tư rầm rộ ban đầu này cũng đã phải bỏ hoang, như khu du lịch sinh thái Bình Mỹ Sông Nghèn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn với kỳ vọng trở thành khu vui chơi giải trí, điểm nhấn bên bờ sông Nghèn. Thế nhưng dự án vẫn còn dang dở do nguồn lực của nhà đầu tư khó khăn. Hơn 4 hectare đất đẹp ven sông vì thế đã bị bỏ hoang trong 10 năm qua. Hay ngay cả du thuyền Bến Giang Đình của công ty cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình cũng đang gặp vướng mắc xung quanh các quy định về luồng, tuyến, hoạt động đường thủy, bến đậu, đến nay chưa được tháo gỡ. Nói như vậy để thấy rằng các địa phương cũng đã bắt đầu chú trọng khai thác lợi thế dọc các tuyến sông và cũng không thiếu những ý tưởng để phát triển du lịch, dịch vụ. Thế nhưng thực tế cho thấy vẫn còn thiếu nhiều yếu tố cần thiết để phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ trên sông, ven sông. Như ở thành phố Hà Tĩnh, một số mô hình dịch vụ ven sông đã được hình thành, nhưng một số nơi vẫn đang vướng hành lang đê điều, khiến chủ đầu tư cũng đầy bất an khi đầu tư lớn vào mô hình. Vì là nhà của chúng tôi nằm ở bến sông thì nó sẽ gặp nhiều luật về đê điều. Thì chính vì vậy tôi mong rằng các cấp lãnh đạo chính quyền tạo điều kiện và hỗ trợ chúng tôi về mặt pháp lý để chúng tôi tạo cho bà con cùng nhân dân cùng giống như các thực khách được trải nghiệm những cái view đẹp và những món ăn ngon ở thành phố Hà Tĩnh đã. Những vướng mắc về hành lang pháp lý, những công trình bỏ dở, những dự án hoạt động dè dặt rõ ràng cũng đang bộc lộ một sự hững hụt về mặt quy hoạch để phát triển mô hình du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng kinh tế từ các dòng sông. Hầu hết các địa phương mới chỉ trong giai đoạn định hình nên việc phát triển các mô hình cũng đang cho thấy sự rời rạc. Trong khi đó, du lịch, dịch vụ gắn với các dòng sông là một trong những dư địa phát triển kinh tế đầy tiềm năng. Phát triển được cái kinh tế văn sông thì còn liên quan đến rất nhiều cái nội dung. Cái thứ nhất là liên quan đến cái luật đê điều. Cái thứ hai là liên quan đến cái luật hàng hải, liên quan đến cái việc là quy hoạch các cái bến thủy nội địa, rồi cái việc là cấp phép và hoạt động các cái dịch vụ ở trên sông. Thì những cái nội dung này sẽ cần sự vào cuộc của các sở ngành liên quan và sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Thành phố hiện nay cũng đang tập trung nghiên cứu và tìm hiểu, học hỏi từ các cái tỉnh bạn về cái cách thức quản lý rồi quy hoạch. Muốn phát triển du lịch ven sông thì chúng ta nên bắt đầu từ việc quy hoạch đô thị. Việc này rất quan trọng trong việc tạo dựng các cái không gian thú vị, rồi nó có cái môi trường tốt, đồng thời nó có cảnh quan đẹp để thu hút sự tham gia của người dân. Và từ khi mà chúng ta thu hút được sự tham gia của các tầng lớp người dân đến để vui chơi, rồi đến sinh hoạt cộng đồng tại những không gian này, thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để thu hút và tổ chức các hoạt động để phát triển kinh tế. Hướng phát triển các loại hình du lịch trên sông và dịch vụ ven sông đang là hướng phát triển mở cho nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Từ thực tế hiện nay cho thấy cần phải tháo gỡ những khó khăn vướng mắc,
tạo hành lang pháp lý để các mô hình phát triển bền vững, gắn với kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm, để các dòng sông không chỉ là điểm nhấn về cảnh quan và còn là một không gian mở, một dư địa thực sự để phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ.